Trân trọng kính mời các thượng đế trên dải chữ S cùng nội soi đôi loa của hãng Bioner có model là SX640. Cái đôi loa này là ở cái dàn đại ấy, ở bộ dàn đại Bioner 640. Đây, xin thưa với lại quý vị và các bạn, đây là cái đôi loa Bioner. Loa này là loa ở dàn đại, cái bộ dàn Bioner 640. Loa 3 đường tiếng, 1 bát, 1 loa chung và 1 loa check. Bioner R đây. Đấy. Made in Japan. Nói đến Made in Japan thì ai cũng thích. Mà mình thì cũng thích thật. Vừa thích mà vừa bái phục cái hãng Bioner khi người ta sản xuất ra được cái bộ dàn này, người ta sản xuất ra được cái đôi loa này. Bái phục. Đúng là tâm phục khẩu phục. Tâm phục khẩu phục ở cái chỗ là cái loa này thì loa này phải nặng tầm là 5-6 cân. Thế nhưng mà cái loa bát thì nó chỉ nặng như một cái quyển sổ thôi, nó chỉ nặng như một cái quyển sổ thôi. Mà cái đường kính loa thì to, đường kính loa thì to như thế này. Thế nhưng cái loa bát, mình cầm cái loa bát lên mình có cái cảm giác mình cầm một quyển sổ. Tức là cái loa bát là siêu nhẹ, loa bát là siêu nhẹ. Hãng người ta thiết kế ra cái loa này là người ta tính trước rồi. Cái loa, những cái đôi loa như thế này, những cái bộ dàn Bioner 640 này là người ta bán đi thật xa, chứ không để lại dùng, bán đi thật xa. Đấy, thế nên là người ta tính cho mình là cái chỗ nó nhẹ thì tiền vận chuyển nó bớt đi. Đôi loa, cái loa bát gọi là bát siêu nhẹ. Bây giờ trước tiên mình đo cái đường kính ngoài để quý vị và các bạn thấy, sau đó thì xem vào bên trong ớ hết cả người ra, gọi là ớ đấy. Đây, phủ bì của nó là 29 cm, phủ bì đấy. Đây, còn đo lòng ở bên trong thì 23,5 cm. Này, 23,5 cm đo lòng ở bên trong đấy. Đây, bắt đầu điểm xuất phát thước từ chỗ này nhá, mà sang lên bên đây. Đấy, đường kính của nó 23,5 cm, to như thế này. Thế nhưng mà cái củ thì nó bé như cái loa đài. Bái phục. Công nghệ cũng đúng là gọi là công nghệ cao. Kiềng xi mạ thì như gương, như inox 304. Thế nhưng mà cái đôi loa này đang trần vân tịt. Đôi loa này sát cốt rồi. Cái côn này, côn sát rồi. Đấy, gân này là gân vải. Đôi loa này đã quấn lại một lần rồi. Người chủ của đôi loa này bỏ mình mang tháo đây, mang đi quấn lại. Thế nhưng mà trước mình cũng mang lên cái điểm to nhất, mình cũng không muốn nói tên cái điểm đấy ra. Cái điểm to nhất theo các huynh đệ của mình ở trên Sài Gòn chia sẻ, thì mình cũng mang cái đôi loa Bioner lên Sài Gòn quấn. Thế nhưng mà nôm na ngắn gọn lại là loa quấn lại là mở bé bé thì được, chứ mở to là hỏng. Cái đôi loa Bioner trước mình mở to, sau Bioner CS66 hay 77 mình bán đi Lai Châu có 250.000 đồng một đôi loa bát. Mở to cái là sát cốt. Nhưng mà cái đôi loa này, người chủ của cái đôi loa này cứ yêu cầu mình quấn lại thì mình mang đi mình quấn lại thôi. Thế nhưng mà cái chỗ mình mang đi mình quấn lại thì xin thưa với quý vị và các bạn, cái nơi quấn loa người ta cũng không bảo hành. Chỉ thử ở chỗ đấy nó nói lên được là rút thóc ra, giả thóc, thế là về. Thế còn về nó có được hay không hay như thế nào thì cái đấy là người quấn mang đi quấn là phải chấp nhận. Đấy, thì mình cũng thông tin tới cái người chủ của đôi loa này. Người chủ của đôi loa này cũng chấp nhận, muốn ăn một tịt nhá. Vì người chủ của đôi loa này bỏ tiếc lắm. Thứ nhất là hãng Bioner, cái thứ hai là cái kiềng, cái mặt tiền của cái loa thì đúng là còn rất chi là đẹp. Đây, mặt tiền thì như gương, lưới thì không có bị móp méo gì cả. Đấy, hai cái loa, một cái loa chung, cái loa chắc bên đây hỏng hết rồi. Cái loa chung bên đây thì còn, cái loa chắc bên đây thì không còn. Đấy, tức là cái đôi loa này,
Đôi loa này giờ chỉ còn sống đúng một cái loa chung. Jack này tịt này. Jack này chung này tịt này, hai loa bass đều tịt. Đấy. Bây giờ những ai mà đang đứng thì ngồi xuống cho nó chắc ăn để xem cái công nghệ cao của người Nhật, người ta sản xuất ra cái loa siêu nhẹ. Những cái loa kẹo kéo thì chúng ta biết rồi. Đường kính bề ngoài thì to như cái nón Huế, to như cái nón sư Huế, nón bài thơ ở sư Huế. Thế nhưng cái củ ở bên trong thì bé tí tí tí. Và cái loa Pioneer 640 này cũng vậy. Đấy, đường kính ngoài thì to, thế nhưng mà bên trong cái củ nó như cái loa đài. Đây, nó như cái loa đài luôn. Mình đo cái củ từ này để quý vị và các bạn xem luôn nhé. Đây, có 6 cm, 6 cm. Đấy, cái đường kính, cái này là cái loa này là loa từ kép 6 cm, thì cái đường kính cái củ từ dưới này chắc nó rơi cỡ tầm 8 cm hết phim. Đây, cái này 6 mà, cái này to hơn cái này tí, 8 cm. Còn đây bảo gọi là sắt thì cũng đúng, nhưng mà cái này gọi là miếng tôn, tại vì cái độ mỏng của nó thì ta tính gọi là tôn. Tại cái này cái độ cái chiều dày của nó tính bằng bằng dăm, giống như kiểu tôn lập nhà ấy, tính bằng dăm. Nên là cầm cái loa bát này nó nhẹ như ta cầm cái quyển vở thì quá, nhưng quyển sổ nhẹ lắm. Gọi là loa này đúng là phải bổ sung cái chữ là loa siêu nhẹ, siêu nhẹ. Bát thì to vật vã, nhưng củ từ thì bé tí tí tí. Đây, loa siêu nhẹ. Không tháo ra thì mình cũng chịu, mình chả biết được là cái loa Pioneer 640 ở cái loa bát hãng Pioneer người ta thiết kế như này. Đây. Đấy. Nó củ to không? Thế mà cái bên trong cái nam châm cái từ thì bé tí tí tí. Bé tí tí tí, giống loa kẹo kéo cũng vậy. Củ từ bé tí. Này. Siêu nhẹ, loa này gọi loa siêu nhẹ, tức là cái loa này nó nặng ở cái thùng gỗ đây này. Đấy, nặng cái thùng gỗ này chứ không, cái này nhẹ lắm, nhẹ không thể tưởng được luôn, không thể tưởng tượng được. Cái loa 5 môn chắc phải tầm 5 cái loa như thế này mới nặng bằng một cái loa 5 môn mới nặng bằng một cái loa 5 môn mà cái loa cái đường kính ngoài thì to như thế này, nhưng mà cái bên trong nó bé tí như thế này. Côn như nào. Ê, cái này côn chẳng côn bé tí. Thì nếu mà có mang đi cuốn thì cũng gọi là ông chỉ nghe như kiểu người du ngủ thôi. Theo mình, tại vì mình cũng nộp học phí rồi chứ không phải là chưa nộp học phí. Cuốn là cái chỗ to nhất. Nhưng mà về mở to cũng trần văn tịt, sát cốt. Còn là mình không biết được là cái chỗ nào có cái địa chỉ cuốn loa mà về mở to được. Mở Modern Talking hay Bone A79 mà mở to được, mở thời gian dài, ví dụ như mở nửa ngày mà lại không sát cốt, thì cái đấy mình chưa tìm được cái địa chỉ đấy. Chứ còn cái địa chỉ mà các huynh đệ của mình ở trên Sài Gòn chỉ cho mình thì cái chỗ đấy mình cũng cuốn rồi, cũng cuốn 2-3 lần rồi. Mở bé thì được, mở vừa được, nhưng mở to, mở nhạc Bone A79 hay là cái nhạc ở Minh Cu bây giờ nó nghe là nhạc remix ý, mà mở lâu là không chịu được, sát côn ngày. Đấy. Và siêu nhẹ. Bái phục. Bái phục Pioneer. Còn đây là bên trong, thùng đây. Đây còn có cả cái bông tăng độ trầm ấm đấy, tăng độ trầm ấm. Đây phân tần này. Đấy. Loa 3 đường tiếng nhá. Đây này. Đấy, ví dụ như cái cuộn này, cuộn cảm này. Đấy, cái cuộn dây này gọi là trong kỹ thuật là cái ký hiệu là L, cuộn cảm. Cuộn này là cuộn to này và cuộn bé này là nó chạy vào, tín hiệu nó chạy vào rồi nó chạy sang loa chung và loa bát, hay còn tụ này là nó chạy qua loa check này. Bên này hai cái loa giống hệt nhau, thì mình chỉ cần xem một cái thôi. Xem cái là quý vị và các bạn biết hai cái. Bên đây cũng thế này. Đấy, phân tần này. Chán chả buồn tháo cái loa chung với loa check ra để mời mọi người xem nữa. Chán chả buồn tháo. Đây. Ai mà biết được cái đôi loa Pioneer 640
Loa to nhưng mà củ bé tí 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 như này, ai biết, chỉ có tháo ra mới biết được. Còn không tháo ra thì làm sao mà biết được. Nói bảo gì chứ đúng bảo cái loa này mà cái này người ta thiết kế tải thật ý. Nhẹ lắm, nhẹ nhẹ. Quý vị và các bạn không cầm cái loa này không biết được, đúng như cầm như một cái quyển sổ luôn. Nhắc lại là nó nhẹ đến cái mức độ như vậy, siêu nhẹ. Loa này chắc người ta thiết kế là để lắp vào những cái bức gì. Loa này à đây, nó có cả số seri này. Đấy, 257983 này. Bây giờ quay cái tem để quý vị và các bạn thấy là loa Beoner là Beoner 640 nhá. Đây. Beoner đây. Đấy. Loa này là cái loa ở cái bộ dàn đấy. Bộ dàn đại Beoner. Đây. Đấy, SX640V này. Đấy. Thôi đã mời quý vị và các bạn xem một siêu phẩm siêu nhẹ của hãng Beoner rồi. Đó là Beoner SX640V. Bây giờ mình dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.